Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hunter Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc nha, Hành Trình Cùi Bắp. Ở đây thì anh em mình đang nằm ở lắp 9 và Note 5 các bạn ơi. Sau gọi là một khoảng thời gian đốt game, mình đốt khoảng 100 viên game để mình leo lên được tới tập gọi lắp 9 các bạn ơi. Rất là ngon lành hen. Và bây giờ thì anh em chúng ta đang làm kẹt ở cái nhiệm vụ là cành cây. Đây, Hunter hiện tại đang nằm ở vị trí đầu tiên luôn. Yeah, hai thành viên Huy Lê và Hoàng Thùy đã bị đưa xuống vị trí số 2 và số 3 hen. Đây, không có giỡn với Hunter Channel được đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha cả nhà. Chỗ này thì anh em chúng ta sẽ bế mấy cái thành viên này ra bớt nha. Rồi, đầu tiên là anh em mình bán bớt đi các bạn ơi. Chứ mấy cái con này anh em chúng ta nhiều quá rồi sẽ không có làm ăn nổi. Đây, mình sẽ cho vô đây và anh em mình sẽ nâng cấp lên cho tập khoảng level 4, level 5 gì đó các bạn. Để cho nó biến hình một cái ra nên chúng ta dễ kiếm. Còn bây giờ thì mình sẽ thả ra nè. Một bé, một cành cây, bé thứ hai, hai cành và cuối cùng là bé thứ ba. Yeah. Rồi, chỗ này thì sao đây? Bây giờ 9/10 và bây giờ hai ta sẽ sử dụng. Wow, và đây là phần thưởng của anh em mình, một chiếc gương. Yeah. Ấp hành chiếc rương ra coi nào. Ôi, anh em mình được một cái giáp hen. Tiếp theo thì Hunter đang nằm ở lớp 10 các bạn ơi. Và có các bạn nào đây có các bạn nào gọi là muốn biết cách để leo lớp nhanh hay không? Các bạn đừng quên truy cập vào trang web, đó chính là hntchannel.com các bạn ơi. Đây là trang web chính thức của Hunter nha, nơi mà Hunter chia sẻ kinh nghiệm để các bạn có thể đua lớp nhanh, cùng đua heroic. Đầu tiên sau khi các bạn vào cái trang web của mình, các bạn hãy bấm vào đây, sự kiện đang diễn ra là có hai cái nha. Hunter hướng dẫn hai cái sự kiện này rồi, chi tiết anh em chỉ cần bấm trực tiếp vào cái link thôi. Nó sẽ đưa anh em đến một cái trang. Chỗ này thì các bạn sẽ kéo nhẹ xuống. Đây là sức mạnh của những cái bé rồng này, các bạn bấm trực tiếp vào tấm hình ha, là nó sẽ đưa đến phân tích. Hunter phân tích rất là chi tiết về những con rồng này. Ở đây mình đang nằm ở lớp 10 nè các bạn. Anh em xem trước nhiệm vụ thì các bạn sẽ chuẩn bị giống như mình lúc nãy vậy đó. Mình chuẩn bị sẵn hết rồi. Còn bây giờ thì lớp 10 Note 1 bông, quá đơn giản. Note 2 bọ, đơn giản luôn. Vàng, đơn giản. Và tới Note 4 này bắt đầu căng rồi nha. Note 5 và Note 5 thì chúng ta sẽ có là bông. Bông với lại cành cây là nó sẽ chia ra là 4 bông. Và đây là sẽ 6 cành cây nha. Rồi, sau khi mà anh em chúng ta đã nắm được tất cả những cái điều thú vị này rồi thì bây giờ anh em mình vô chuẩn bị nè. Đây, các bạn ơi, chỗ này thì anh em mình chờ cho nó hết thời gian. Còn ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đó, bế mấy cái thành viên này ra cho nó yêu nhau các bạn. Ngon lành ha. Đây, các bạn sử dụng những hai con á, các bạn sử dụng hai con hệ đất á cho nó yêu nhau thì nó sẽ nhanh hơn ha. Còn không là thế anh ta sử dụng mấy cái này thì anh ta sẽ sử dụng game để skip nhiệm vụ á các bạn. Mình sẽ nên nó tầm khoảng 6 tiếng này, mình sử dụng game mà mình skip nhiệm vụ thì nó sẽ tốn tiền, nhưng mà đổi ngược lại là chúng ta sẽ đi nhanh đó. Cái nào nó cũng có cái giá của nó hết ha. Còn bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau, wow, sự kiện này có bộ hơi bị ngon nha. Wow, nó sơ nhãn các coi. Ở đây thì các bạn chú ý cho mình, tầm khoảng 8 tiếng thì các bạn sẽ vào các bạn ha, đi thu hoạch đủ các kiểu hay là chiến đấu trong khu vực list để các bạn kiếm thêm điểm nha. Đây, anh em chúng ta sẽ đến với cái trang hntchannel.com, các bạn về trở lại cái chương mục nhà đi ha. Không, rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn Mazda Iceland, click nhẹ vào cái. Đây, sự kiện còn tầm có 2 ngày nữa. Ở đây thì HNT đã chia sẻ với các bạn hết rồi nè. Con này thì đây không cần cây và tầm khoảng 800 mấy là chúng ta sẽ bế được cái thành viên này về. Wow, bé này thì tầm khoảng 3.000 mấy ha. Rất là ngon lành cành đào nha mọi người. Rồi, anh em chỉ cần để cái số điểm coi này, hai thành viên này các bạn sẽ không có tốn khay luôn nha. Anh ta phân tích hết trơn rồi, anh em chỉ cần vào xem thôi nha. Bây giờ thì ở một Dragon New, anh ta có review những cái con rồng mới, những cái con sắp ra ha, những cái con chưa có ra nữa các bạn. Anh em có thể ghé vào xem ủng hộ nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ để dành game đi các bạn ơi. Tầm khoảng 6.000 hay 8.000. 8.000 mình sẽ bế con này về ha. Mình đó là quan trọng kiếm thức ăn đó các bạn. Bây giờ cái con nào mà nó cho mình thức ăn là mình đưa con đó về. Đó, anh ta gọi là mục đích rất rõ ràng. Đây, anh em mình đi vòng vòng coi có con nào mà nó có thức ăn ha. Đó. Đâu rồi, con này thì sao đây? Con này nó cho cái gì? Rương, ăn. Ăn này nó cũng bèo, không có gì hết trơn á. Xấu
Thôi mình đi kiếm con nào mà nó cho thức ăn nhiều nhiều tí không? Đây là vàng ăn nhưng mà nó cũng bèo hả? Đây. Cái con cái con màu xanh này cũng vậy luôn. Tính ra không có con nào ngon hết ta. Nó phải có con nào để riêng chỉ lấy vàng thôi thì nó ngon đấy. Ở lấy thức ăn chứ lộn, lấy thức ăn không là nó ngon. Còn ở đây thì chúng ta ok luôn, mấy cái đường này cũng được. Nhưng mà quan trọng là lên trên á, lên trên cao á là nó phải thưởng cho anh em mình giống như là 3 triệu hay chẳng hạn như là 3 triệu thức ăn á là ngon đó các bạn. Đây này chúng ta kéo nhẹ coi. Wow, có tấm gương, đây tấm gương Legend. Đây chẳng hạn như cái này nè các bạn. Ôi nhưng mà random XL, mình cần cái gương XL các bạn ơi. Ui con này không có gương XL, có cái gương random không à, chán thiệt. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quậy nhẹ ở cái khu vực đó chính là list. Khu vực này thì anh em chúng ta sẽ gẹo chiến đấu được. Bây giờ cái này tới 5 tặng luôn ha. Quên nữa, để hắn ta vào hắn ta kiểm tra xem á là cái nhiệm vụ của anh em mình á, vua Heroic. Đây vua Heroic nó có bắt anh em mình á là mình đang nằm ở lớp 10 và nó bắt mình chiến đấu mấy trận ta. Đây nó 2, nó 3, nó 4, nó 4, nó bắt anh em mình 4 trận. Ok, 4 trận vậy là còn dư 1 trận, quất được tới công chuyện luôn. Và này thì nay chúng ta đang đến với nhân vật Macaron và bé Mew, sở hữu sức mạnh đến từ dòng Heroic. Bé Mew của mình là hơi bị mạnh luôn nha. Wow, lụm nhẹ thêm cái nữa nè. Đây rồi, Enery. Wow, victory ha. Chỗ này thì chúng ta thôi, mình để dành 4 hiệp này để cho làm nhiệm vụ. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với một cái khu vực nữa là khu vực quét. Ở khu vực quét này thì chúng ta có thể chiến đấu rất là ngon lành luôn. Đây mình đang có hai con Legend Daisy và một con Legend của nhưng mà thuộc dòng á là Macaron các bạn. Mấy cái bé này của mình mới level 25 thôi mà đi làm mưa làm gió ở cái khu vực quest này thì cũng ok đấy. Bạn nào mới chưa có đăng ký kênh thì nhớ để lại cho Hunter một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mọi thông báo hình cái chuông lên. Đó, để Hunter ra video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Đây, ngon lành. Let's go. Chỗ này thì sao đây? Bạn nào xem trên điện thoại thì sẽ thấy các bạn kéo xuống dưới video sẽ thấy cái khung này nha. Nhớ cái nút đăng ký nó sẽ nằm bên góc tay phải nha mọi người, cái nút đỏ đỏ ấy. Rồi, còn bây giờ thì sao? Sức mạnh đến từ nhân vật Macaron Girls. Thành viên này một mình cưng ba vẫn là rất là bình thường. Hậu áo gì vừa này quýnh với mấy con gót luôn à. Ghê chưa. Chỗ này thì sao đây? Anh em mình đi thu hoạch búp các bạn ơi. Ủa lọc 30 giây các bạn, 30 giây thì nên chúng ta sẽ thu hoạch được một lần. Hay là anh em mình có thể xem quảng cáo để skip nhiệm vụ nữa nè. Ngon lành luôn. Rồi sao nó có hiện cái quả trứng đây nhỉ? Ý là nó kêu mình summon nó thử. Wow. Rồi hắn ta đi xem thử coi mình nâng sao lên được cho con rồng nào nhỉ? Con này à, con này nó đâu rồi ta? Thôi, vậy anh em mình đi tách mạnh lão già đi ha. Rồi chỗ này thì anh em vừa nhận được 2 mã cái búp luôn rồi. Ngon. Ca này là thấy hợp lý đó các bạn. Được 5 trên 39 rồi. Lên. Chỗ này thì anh em vừa nhận thưởng nha. Lần này thì hơi buồn các bạn ơi. Nhiều bạn không có làm nhiệm vụ ấy cho nên anh em mình không lấy được nguyên khấu các bạn. Đó. Rất là uổng luôn. Nhiều bạn gọi là không biết lý do tại sao ha. Không biết lý do tại sao nhưng mà là trong gọi là 2 ngày luôn mà không làm nhiệm vụ được cái nào hết. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với khu vực lần này sẽ là cái khu vực arena đi. Đây vào đây anh em mình làm mưa làm gió chơi. Ca này thì hơi căng khi gặp Sinful. Thôi nhận đi. Sinful này quýnh cũng chua lắm.
quát, cái gì đâu mà căng vậy. Vô đó 3 sao. Trời ơi, Heroic Ma Cà Rồng mà 3 sao luôn, chịu gì nổi cả nhà. Ôi, bây giờ là 2 viên game luôn. Cái này bức xúc thiệt, mình sẽ nhờ cái free pin này để hỗ trợ này chúng ta chiến mới được. Chứ cái tình huống này là anh em mình muốn không lại đâu. Được rồi, mua cho mình cái nè. Bây giờ thì tới công chuyện luôn. Sau khi mà mình nhờ được cái tăng 20% đam thì vô đây thì anh em mình bắt đầu bật cái chế độ sinh tồn lên nha. Vô keo. Đó, mới vô là phải phá giáp trước. Sau khi phá giáp xong là mình xúc liền. Wow, rồi, ca này sẽ nhờ đến bé nhiếm nha. Giải quyết thành công một bé, thành viên thứ hai đến từ tên bàn, con này nó tới 2 sao lần cả nhà ơi. Wow, và anh em mình phải có con nào có được đam á thì nó đỡ. Ui, 40.000. Đó. Lụm lại cái nữa. Full cây. Đó, quốc tầm này cứ lai rai cũng được. Rồi thôi anh em mình chạy vô. À, chạy vô ha. Mà pha này mình bật cái chiêu hút máu được không ta? Ôi, nhưng mà một cái chiêu của mình sẽ bị miễn nhiễm với con này không được. Rồi, thành viên thuộc dòng đó chính là Heroes. Một hit của con này tầm khoảng wow, ngon. Rồi, ca này thì hút máu được không ta? Hút được luôn. Wow, 36. Rồi, ngon lành cành đào luôn. Bơm ít máu lên cho tem và chúng ta bế cái thành viên này. Quá. Thôi ơi, ương xúc dễ sợ, anh em mình còn bị giảm đam nữa chứ. Victory. Rồi, ngon lành nha. 40 và 35. À, bây giờ thì anh em mình ra thu hoạch nhãn cái, sau đó mình mới chiến tiếp nha. Ui cha cha, và không biết mọi người đã leo lên được tới lớp mấy rồi ha. À, bạn nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ thì các bạn có thể đến với cái trang web của mình để xem cách làm nhiệm vụ nha mọi người. Đây, chia sẻ rất là chi tiết luôn nha. Rồi, bạn nào mà đây là cái từ lớp 1 tới lớp 29, còn cách làm nhiệm vụ thì hướng dẫn cùng đua Heroic. Đây là một cái bài viết, anh em bấm trực tiếp vào nha. Anh ta để hình cái con Heroic mới nhất luôn cho các bạn biết. Rồi, hiện tại nó được 165 bình chọn. Anh em nào xem bài viết thì nhớ để lại một cái bình chọn nhẹ 5 sao ủng hộ cho anh ta với nha mọi người, để có thêm động lực mà mình làm nhiều tập mới. Rồi, nhiều bài viết hay hơn. Chỗ này thì anh ta có phân tích rất là chi tiết cho các bạn luôn đây. À, giống như là nhiệm vụ lớp 1 và kiếm con bọ này là các bạn làm cái gì nè. Đó, nhiệm vụ thu vài này là các bạn làm cái gì nè. Đây, nhiệm vụ thu búp này các bạn. Rồi, đây là nhiệm vụ thu bông với lại cái cành cây. Đây, hai con rồng hệ đất yêu nhau, các bạn cho yêu tầm bắn 30 lần là các bạn xong nhiệm vụ ấy. Rồi, còn bây giờ thì sau khi mà xem xong các bạn nhớ đánh giá cho mình nhãn cái 5 sao ủng hộ với nha. Còn bạn nào mà thấy có quảng cáo nhớ lít vô cái quảng cáo một cái ủng hộ HNT Channel nha cả nhà. Rồi, còn bây giờ thì ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nè. Anh em thích xem tập nào xem thêm một tập nữa ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.